Để tìm hiểu lệnh scale và biến dạng đối tượng, các bạn có thể làm như sau. Chúng ta chọn đối tượng, nhấn phím R trên bàn phím hoặc là nhấn một biểu tượng này của đối tượng ở trên cái thanh công cụ để chúng ta kích hoạt lệnh scale. Ví dụ tôi chọn cái ghế này, dùng lệnh scale, tôi có thể kéo giãn nó ra theo trục X, Y, Z, tùy ý của chúng ta. Nếu các bạn đã biến đổi đối tượng rồi, thì chúng ta có thể nhấn phím F12 lên để kích hoạt hộp thoại. Stay. Khi mà cái hộp thoại này xuất hiện thì các bạn thấy rằng tôi đã biến đổi theo trục X là nhỏ hơn khoảng 30%. Còn nếu như chúng ta muốn lấy lại các cái tỷ lệ thật cho nó thì chúng ta gõ số 100 vào đây. Theo cả ba trục thì cái ghế của chúng ta sẽ giữ lại cái thông số nguyên hình. Enter. Ở đây tôi chọn bình trà. Tôi nhấn phím Z để zoom gần đối tượng. Tôi có thể biến đổi đối tượng này theo cái trục X, nó bóp méo đối tượng theo trục Y, theo trục Z. Ngoài ra nó có các cái cặp trục biến đổi, ví dụ như X, Y. Z. Nó sẽ bóp méo đối tượng theo cái cặp trục nó ràng buộc với nhau. Hay là XZ. Ở đây tôi biến đổi theo cái trục XY. Ngoài ra ở cái trọng tâm này có một cái hình tam giác, khi chúng ta highlight lên nó sẽ biến đổi đều cả ba trục. Có thể biến đổi các đối tượng này. Có thể mở lắp đậy của nó. Thì đây là những cái thành phần của cái lệnh scale, tức là thu phóng biến đổi đối tượng. Khi kích hoạt một đối tượng, chúng ta nhấn phím F12 lên là chúng ta đã kích hoạt cái hộp thoại transform style. Có nghĩa là chúng ta có thể lấy lại cái kích thước ban đầu cho nó nếu mà chúng ta nhập vào cả ba thành phần kích thước này 100, 100, 100. Còn nếu chúng ta nhập các thông số vào cái hộp thoại offset work này, nó sẽ tự động tăng giảm các kích thước lên. Giả sử tôi gõ 150, Enter. Thì ở cái bên này nó sẽ cập nhật thêm các cái thông số. Chúng ta có thể lấy lại kích thước hoặc có thể cập nhật thêm thông số với lệnh scale này. Và một điều chú ý như sau. Cái scale này đối tượng chúng ta về thể tích và các cái bề mặt nó tăng lên. Nhưng mà các bạn chú ý, radius nó không hề tăng. Có nghĩa là chúng ta chỉ biến đổi như là thành phần chúng ta ăn gian lên thôi. Còn đâu thông số radius tôi kéo lên nó cũng không có tăng.